chương 1480, mời chào tà đạo minh, mời chào tà đạo minh trong mắt mộ dung tông chính lóe lên tia lạnh. Cơ duyên lần này với mộ dung thì bọn họ mà nói là cơ hội cuối cùng. Nếu thành thì bọn họ có thể quân lâm tây bắc đạo. Nếu thua, mộ dung tông chính cũng có chút không dám tưởng tượng. Mà lúc này, bên trong phủ tiết độ sứ của Tô Tính, Kha Yển Nguyệt tâm tình buồn rầu, không nán lại lâu, tính về thẳng thịnh kinh thành để báo cáo một tiếng. Tô Tín cũng tiện thể viết rõ lại sự tình lần này để Kha Yển Nguyệt mang về. Mà thời gian này, Tô Tín cũng muốn dùng để dưỡng thương. Thương thế lần này của Tô Tín có hơi nặng. Theo chẩn đoán tỉ mỉ của Tôn Bất Hại, nhất định Tô Tín phải tu dưỡng một tháng mới được. Trong một tháng này không thể thiện động chân khí, bằng không chắc chắn sẽ lưu lại tổn thương không cách nào cứu vãn được. Theo thương thế của Tô Tín, Tôn Bất Hại đưa toa thuốc cho Hoàng Bỉnh Thành, để cho hắn chuẩn bị dược liệu. Tôn Bất Hải chắp tay nói với Tô Tính: Tô đại nhân, lần này Tả đạo minh chúng ta thu hoạch cũng không ít, còn phải đa tạ ngươi rộng rãi. Khoảng thời gian ngươi dưỡng thương này chúng ta sẽ không quấy rầu nữa. Ngày mai ta sẽ đưa người của Tả đạo minh trở về Lương Châu đạo. Lúc này Tô Tính lắc lắc đầu, nói: Tôn đại sư, bây giờ các ngươi còn muốn về lại Lương Châu đạo bán những bảo bối mà các ngươi chú tâm luyện chế được hay sao? Thứ cho ta nói thẳng người lương châu đạo căn bản không biết phân biệt tốt xấu. Bọn họ không mua nổi đồ trong tay các ngươi. Tả đạo minh các ngươi phát triển đã lâu như vậy. Người có năng lực cũng không phải là ít. Nhưng phần lớn thời gian đều phải sống chuỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai. Bây giờ các ngươi cũng phải vì mình mà tìm một đường ra tốt đi. Bỗng nhiên tô tính nói như vậy khiến cho tôn bất hại có hơi sửng sốt. Hắn không phải đồ ngu, dĩ nhiên nghe được ý của tô tính rõ ràng là mời chào bọn họ. có điều lúc này tôn bất hại lại lộ vẻ do dự, bởi tà đạo minh bọn họ từ ngày bắt đầu đã không có ý định đi đầu quân cho ai. tông môn chính đạo thì không cần phải nói, bản thân bọn họ đã là sự tồn tại mà tông môn chính đạo không cho phép rồi. thất bang trong thiên hạ không có ý kiến gì với bọn họ, tuy nhiên cũng không dám mời chào bọn họ đám người tôn bất hại đều là kẻ bác môn tà đạo bị dược vương cốc, thiên cơ cốc truồng bỏ. Thất ban thiên hạ các ngươi dám đi mời chào họ là có ý gì đây? Khiêu khích hay sao? Bởi băng khoan này cho nên thất ban thiên hạ dù có động tâm cũng không mở miệng mời chào bọn họ. Ma đạo tông môn thì không có băng khoan này. Có điều, đám tôn bất hại cũng không đụng gì đến ma đạo tông môn, cũng không thấy yên tâm với bọn họ hành động của đám tôn bất hại mặc dù bị chính đạo tông môn không dung thứ thậm chí trong số họ có vài người hành động còn quá đáng hơn so với võ giả ma đạo tuy nhiên lý niệm nồng cốt của bọn họ không giống ma đạo thật ra bọn họ chỉ có thể coi như là ly kinh phản đạo đi ngược đạo lý mà thôi huống chi người trong ma đạo làm việc âm hiểm cây độc chẳng qua bọn họ chỉ nhìn được giá trị lợi dụng của tôn bất hại khi mấy người tôn bất hại gia nhập vào ma đạo tông môn bọn họ có bị đối phương thâu tóm hay không hãy còn là một ẩn số cho nên những năm gần đây tả đạo minh vẫn luôn hành động một mình cùng lắm chỉ đổi chác với ma đạo tông môn mà thôi ma đạo tông môn cũng từng mở lời có điều đám người tôn bất hại đều cự tuyệt Xong, tô tín thì lại khác cái đầu tiên chính là vì tô tín từng cứu mạng bọn họ chỉ dựa vào một điểm này thôi Đám người Tôn Bất hại cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt cho được. Hơn nữa, sau lưng Tô Tính là Triều Đình. Nói gì thì Triều Đình cũng coi như là có quy tắc. Thậm chí, lúc đầu chuẩn bị cấy ghép nguyên thần cho cơ Hạo Điển, Tôn Bất hại cũng đã tính đến chuyện dựa lưng vào Triều Đình, thỏa thuận với Triều Đình rằng đồ bọn họ nghiên cứu ra được đều thuộc về Triều Đình. Xong, Triều Đình cũng sẽ thu mua những món đồ đó với giá cả bình thường. Đương nhiên điều làm cho tôn bất hại vừa ý nhất vẫn là cách làm người của tô tín mặc dù trên giang hồ danh tiếng của tô tín không tốt nhưng chỉ người trên giang hồ cũng không biết được tô tín đối xử với thủ hạ của mình khá tốt đi theo tô tín chỉ cần có năng lực là có thể ra mặt nhìn lý phôi và hoàng bỉnh thành bây giờ là biết ngày xưa họ là hạng người gì chỉ là võ giả dân gian xuất thân từ một chỗ nhỏ bé ở tương nam mà thôi lý phôi quả thực có thiên phú song nếu phát triển theo hướng bình thường thì cao lắm hắn cũng chỉ có thể lên đến được tiên thiên cảnh giới xưng bá ở đất tương nam tí tèo đó mà thôi nhưng bây giờ thì sao có công pháp tô tín cho có tô tín dạy dỗ dìu dắt hắn được ngồi vào ghế tứ đại thần bộ quyền thế vô song thủ hạ của tô tín có thể nói là không ai không hâm mộ lý phôi dĩ nhiên người làm cho người khác càng hâm mộ hơn còn có hoàng bỉnh thành Người kia chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Đời này đã định trước là chẳng có thành tựu gì lớn. Người này được tô tín dịu dắt trở thành tâm phúc của hắn. Thủ hạ là võ giả dung thần cảnh của tô tín trông thấy hắn cũng phải khách khí, cái này còn không đủ rạng rỡ hay sao? Chương 1481, Mời chào tà đạo Minh, 2, Mời chào tà đạo Minh, hai, đối với đại đa số người mà nói thì thành tựu của Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành là một tấm gương. Bởi vì có bọn họ cho nên tô tính mới có thể chỉ trong vòng mấy năm mà đã phát triển được một nhóm tâm phúc trong lục phiến môn. Có điều, tôn bất hại hãy còn chút do dự. Tả đạo minh của bọn họ chỉ có vài người như thế. Bước nhầm một bước là coi như xa vào kết cục vạn kiếp bất phục, thế nên tôn bất hại không thể không cẩn thận. Cảm giác được do dự của tôn bất hại, Tôi Tính trầm giọng nói, Tôn Đại Sư, ta làm người thế nào thì ngươi biết rồi đấy. Tả đạo minh các ngươi chỉ cần có thể gia nhập vào dưới quyền của ta thì ta có thể đảm bảo các ngươi có nghiên cứu thứ gì thì cũng không phải chịu ảnh hưởng. Ngược lại, mỗi tháng ta còn bổ sung nhiều tài nguyên cho các ngươi nữa. Tài sản của Tô Tinh ta mặc dù không bằng triều đình nhưng cấp dưỡng một tả đạo minh cũng không phải là vấn đề. Giang hồ tuy lớn, nhưng chỗ có thể chứa chấp tả đạo minh các ngươi không nhiều chỗ của tô tính ta là một nơi có thể. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không biết mang ân báo đáp mà bức bách tôn đại sư ngươi. Tất cả đều để tôn đại sư tự mình lựa chọn. Tôn bất hại trầm mặt một chút. Gật gật đầu, nói, tô đại nhân, chuyện này không phải chỉ mình ta nói là được. Tả đạo minh cũng không phải chỉ một mình ta. Ta muốn thương lượng cùng mọi người một chút. Tô tính làm hành động xin cứ tự nhiên. Hắn biết, tôn bất hại nói như vậy thì đã động lòng rồi thật ra thì lúc ban đầu tại quan thiên yến tôi tính cứu đám người tả đạo minh của tôn bất hại trong lòng hắn đã nung nấu tâm tư lôi kéo bọn họ muốn có thế lực thuộc về mình thì không chỉ cần có vũ lực mà còn phải có những thứ khác nữa trong tả đạo minh có luyện đan đại sư có thể kịp thời chữa thương cho thủ hạ của mình luyện chế ít thuốc men tu luyện đặc thù còn trận pháp sư có thể bày sát trận khi hành động tập thể phát huy lực tàn phá đến mức lớn nhất. Mà những cơ quan ám khí mặt môn nghiên cứu ra càng không cần phải nói. Khẳng định là đại sát khí trong chiến trận. Nếu như Tô Tín có thể chiêu mộ được người của tả đạo Minh về dưới quyền mình thì thực lực của hắn ác sẽ tăng vọt một đoạn lớn. Lúc này, Thanh Ly cũng hiển hóa ra nguyên thần thể trong phòng. Nàng nhìn Tô Tín một cái, nói, khi nãy người kia đã động lòng rồi. Hắn nhất định sẽ gia nhập dưới quyền ngươi nhân tộc các ngươi cũng có vài thứ thú vị đấy chứ người khi nãy là luyện đan sư đúng không có thể dựa theo cách điều chế nhất định dùng mấy loại dược liệu kết hợp luyện chế thành đan dược có hiệu quả tốt hơn cái này yêu tộc không có phần lớn thời gian chúng ta đều nuốt thẳng luôn tô tính không nói gì vào thời thượng cổ có vài dược liệu quý hiếm không bị tuyệt chủng với địa vị lúc đó của yêu tộc thì muốn cái gì sẽ có cái đó dĩ nhiên chưa dùng đến phương pháp luyện đan gì. Thanh Ly nói, đúng rồi. Ngươi còn phải giúp ta tìm thân xác. Bây giờ ta chỉ là nguyên thần mà thôi, rất dễ bị người khác phát hiện. Mặt khác cũng không phát huy được quy lực mà ta có nữa. Tô Tín kinh ngạc nói, hồ tộc Thanh Khâu các ngươi không phải chủ tu nguyên thần chi đạo hay sao? Bây giờ còn cần thân thể làm gì? Thanh Ly liếc mắt khinh thường Tô Tín, công pháp của nhân tộc và yêu tộc có cùng nguồn gốc, đối với yêu tộc mà nói, mặc dù nguyên thần quan trọng nhưng thân thể còn quan trọng hơn. Thân thể là nơi để nguyên thần bám vào. Nếu như không có thân thể nguyên thần cũng chẳng phát huy được bao nhiêu công hiệu. Huống chi, lộ nguyên thần ở trước mặt đối thủ là đang muốn tìm chết hay sao? Tô Tính gật đầu một cái. Có điều, lúc này hắn nghĩ tới nguyên thần bí pháp trên phiến đá bạch ngọc kia. Đó là phương thức tu luyện hoàn toàn khác với giang hồ bây giờ buông bỏ chân khí thân xác, chuyên tu nguyên thần lực. Nếu bí pháp này được tu luyện đến đại thành, tô tính đoán chừng có thể thật sự vứt bỏ thân xác, tồn tại bằng nguyên thần. Người muốn thân thể kiểu nào? Tô tính hỏi. Thanh ly đáp, cơ thể nữ, 30 tuổi trở xuống, khí huyết thịnh vượng dồi dào. Tốt nhất là võ giả. Có điều, phải là võ giả đã linh trí đã tiêu tán nhưng chưa chết, vậy thì ta mới có thể luyện hóa cơ thể của nàng ta hoàn toàn được nếu không linh trí của nàng ta mà còn thì sẽ quấy nhiễu không cho ta luyện hóa khiến ta không cách nào dung hợp được với cơ thể đó thanh ly nói nhiều như vậy nhưng bất chợ tô tính phản ứng lại theo lời nàng nói thì không phải đó là người thực vật à người như vậy mặc dù khó tìm trên giang hồ nhưng cũng không phải là không có với thế lực hiện tại của tô tín thì tìm người như vậy căn bản không tốn sức. Hắn dặn dò. Mấy ngày sau đã tìm được. Thanh ly luyện hóa thân thể. Tô tín cũng không màng đến nàng. Bên phía tôn bất hại và tả đạo minh bạn đến chuyện đầu quân dường như không ai phản đối. Tất cả mọi người đều đồng ý, bây giờ bọn họ cũng chịu đủ cuộc sống như này rồi. Đầu quân cho tô tín cũng chẳng khác gì đầu quân cho triều đình. Hơn nữa, không nói đến cái khác, ít nhất tô tính đối xử với thủ hạ của mình vẫn tương đối đáng tin. Cho nên những người này cũng dứt khoát đồng ý. Chương 1482, Tây Bắc Phong Vân Tây Bắc Phong Vân Tô Tín cũng không an bài cho đám người tả đạo minh này đến ám vệ mà đứng độc lập dưới quyền của Tô Tín. Đồ bọn họ nghiên cứu ra được bất kể là ám vệ cần hay bên quân Tây Bắc cần, chỉ cần xin sớm là được bên phía thanh ly mất đến ba ngày mới luyện hóa được thân thể kia lúc nàng xuất hiện trước mặt tô tính một lần nữa vẫn là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có thêm một lớp huyễn ảo thân thể này sau khi bị thanh ly luyện hóa dung mạo cũng biến thành dung mạo của thanh ly có điều trên người không có chút nội lực nào hệt như một người bình thường cho nên trước mắt thanh ly còn phải dùng thân thể này để khổ tu có điều thực lực của nàng vốn là dương thần cảnh bây giờ coi như là tu luyện lại thì cũng chỉ có thể tăng thêm sức mạnh trong thân xác này mà thôi không được thời gian bao lâu thanh ly ném cho tô tính một khối ngọc thạch nói đây là thù lao cho chuyện trước đó trong này đều là ghi chép tu luyện của mấy vị dương thần cảnh từ thời thượng cổ chính tay phụ thân ta thu thập võ giả dương thần cảnh được phụ thân ta nhìn trúng cũng không phải là hạng tầm thường Thực lực của các dương thần cảnh được ghi lại trong này không thua kém gì người cầm đào ở đất phong ấn bữa trước. Người cầm đao Thanh Ly nói dĩ nhiên là Kha Yển Nguyệt. Với Tô Tín bây giờ mà nói, ghi chép tu luyện của cường giả không thua kém gì Kha Yển Nguyệt rất quan trọng với hắn. Bởi vì lần này, Tô Tín đã chuẩn bị chính thức đánh vào dương thần cảnh. Sau quan thiên yến, kỳ thực Tô Tín đã đột phá đến bán bộ dương thần cảnh. Lần này, trong đất phong ấn, đầu tiên hắn chạy khỏi vòng vây của thác bạc dư mộ dung tông chính chung ly vị tiếp đó lại lực chiến chung ly vị cuối cùng chém chết hắn trong cuộc đại chiến liên tục này rốt cuộc tô tính cũng tìm được thời cơ tự thân tính trong lần bế quan này vừa tu dưỡng vừa chuyên tâm dùi mài ghi chép tu luyện của võ giả dương thần cảnh thời thượng cổ sau cùng thừa thế xông lên xung kích dương thần cảnh nếu xung kích dương thần thành công xếp hạng của tô tính trên địa bản cũng chính thức tiến vào 30 vị trí đầu đương nhiên coi như là tô tính không bước vào dương thần cảnh thì kỳ thực xếp hạng địa bản của hắn cũng thăng lên một vị tuy nhiên trước đây tô tín cũng không phải là chưa từng giết võ giả dương thần cảnh thậm chí còn từng giết người mạnh hơn cả chung ly vị bây giờ tuy hắn giết chung ly vị lại tăng lên một vị trí xếp hạng nhưng ảnh hưởng tạo thành vẫn chưa lớn bằng chân long nội đan thù lao thanh ly trả rất đúng lúc. Tô tính đang chuẩn bị lấy ghi chép tu luyện của võ giả dương thần cảnh đi dưỡng thương tu luyện, lúc này thanh ly bỗng nhiên cản hắn, nói, chờ chút đã, ngươi còn chưa cho ta thân phận gì. Bây giờ ta ra ngoài đám thủ hạ kia của ngươi còn không tưởng nhầm ta là thích khách hay sao? Tô tính phản ứng lại. Hắn ngay lập tức gọi Hoàng Bỉnh Thành đến, chỉ vào thanh ly, nói, vị cô nương này là người mình. Sau này nàng có yêu cầu gì, chỉ cần không quá phận thì ngươi cứ chiều theo nàng đãi ngộ của nàng phân theo cấp phó tổng quản ám vệ hoàng bỉnh thành lập tức nói vâng lão đại mặc dù tướng mạo của thanh ly đủ để nói là nghiêng nước nghiêng thành nhưng hoàng bỉnh thành cũng không dám nhìn lâu bởi vì hắn có hơi không hiểu quan hệ của thanh ly và tô tín là thế nào đây cũng là lần đầu hắn gặp thanh ly mặc dù cảm giác thanh ly có chút thần bí nhưng trên người nạn cũng không có khí thế của võ giả. Vậy nên Hoàng Bỉnh Thành cũng không đoán được lai lịch của đối phương là thế nào. Dù sao thì bất kể lai lịch là gì, Tô Tín đã nói cho nàng đãi ngộ của phó tổng quản ám vệ, còn nói chỉ cần yêu cầu không quá quắc thì có thể chấp nhận được hết, vậy thì hắn làm theo là được. Có vài chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Chuyện này Hoàng Bỉnh Thành biết, nên hắn chẳng qua gật đầu đồng ý, cũng không nói thêm gì nhiều thanh ly hài lòng gật gật đầu nói trước tiên đưa ta đi chọn linh dược và đang dược đi ta phải khôi phục ít thực lực trước đã hoàng bỉnh thành dẫn thanh ly đi tô tín bắt đầu bế quan dưỡng thương thêm vào đó là chuẩn bị đánh vào dương thần lại căn dặn lý phôi nếu không có đại sự thì đừng quấy rầy hắn tô tín chỉ cho thanh ly đãi ngộ chứ không cho nàng thực quyền dĩ nhiên cũng là có nguyên nhân của nó tạm thời tô tín vẫn chưa thể tin tưởng yêu nữ này hoàn toàn được Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên Tô tính giao thiệp với người của yêu tộc. May thay, thanh ly này nhìn qua còn khá bình thường. Cách suy nghĩ cũng không quá khác biệt so với nhân tộc. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến người phụ thân là Hồ Vương Thanh Khâu thích nghiên cứu về nhân tộc kia. Nếu như trước mắt, Tô tính vẫn là hóa thần cảnh như cũ thế thì tô tính tuyệt sẽ không giao dịch với thanh ly ở đất phong ấn đó. Cùng hợp tác với người mạnh hơn mình, Kết quả mình cũng không cản được thủ đoạn của đối phương. Làm như vậy chính là giao an nguy của mình vào tay người khác. Hành vi như vậy có khác nào tranh ăn với hổ đâu. Chương 1483, Tây Bắc Phong Vân 2, Tây Bắc Phong Vân 2, nhưng bây giờ Tô tính sắp tấn thăng Dương Thần cảnh, còn trạng thái đỉnh phong của Thanh Ly cũng chỉ là Dương Thần mà thôi. Vậy nên Tô Tính có lòng tin ngăn được nàng, bây giờ mới chọn cách hợp tác cùng nàng. Dĩ nhiên, hiện tại xem ra Thanh Ly cũng rất tuân thủ cam kết. Ít nhất, ghi chép tu luyện của võ giả dương thần cảnh trước mắt đối với Tô Tính mà nói có tác dụng rất lớn. Sau khi Tô Tính bế quan, thủ hạ Lý Phôi của hắn dẫn theo ám vệ đi thu thập tình báo. Người còn lại cũng đang bắt đầu tập trung lại sức mạnh, ngồi xem tay bắt đạo nổi trận phong vân. Mộ dung Long Thư đã nuốt nội đan. Bên phía võ giả Trung Nguyên Võ Lâm cũng chẳng có thái độ gì. Dù sao cũng không giành được, bọn họ xen vào chuyện này mà làm gì. Hơn nữa, cứ cho là mộ dung Long Thư thật sự tấn thăng lên chân vũ thì sao? Hắn cũng chỉ là chân vũ ở Tây Bắc thôi. Võ Lâm Trung Nguyên còn chưa đến lượt hắn nhúng tay vào. Thế nên, với chuyện này, Võ Lâm Trung Nguyên đều bày vẽ xem náo nhiệt, cùng lắm là hơi ghen tị với cơ duyên của mộ dung Long Thư mà thôi ngược lại chẳng còn gì khác. Thế nhưng mấy bộ tộc Tây Bắc lại có chút sốt ruột. Sau khi mộ dung tông chính đoạt chân long nội đan, tại đông đảo các bộ tộc Tây Bắc cũng đã có chút bất an trong lòng. Mọi người đều lăn lộn ở Tây Bắc đạo này, ai cũng biết giả tâm của mộ dung thị. Lúc chưa có chân lông nội đan, mộ dung thị đã muốn có một vị chân vũ so ghè với đại tuyết sơn, địa vị ngang bằng. Bây giờ, mộ dung thị đoạt được chân lông nội đan, mộ dung long thư dường như có mười phần cơ hội tấn thăng thành chân vũ thế cục của tây bắc đạo sẽ thế nào đây cho nên trước mắt lập trường ở tây bắc đạo đại khái chia làm hai một là các bộ tộc có quan hệ tương đối gần với mộ dung thị trước đây mộ dung thị có người tấn thăng chân vũ đây với bọn họ mà nói dĩ nhiên là chuyện tốt còn lại chính là những người giống như chung ly thị bình thường có chút va chạm với mộ dung thị ủng hộ đại tuyết sơn Bọn họ dĩ nhiên không muốn thấy mộ dung thì xuất hiện chân vũ. Đại Tuyết Sơn làm việc công chính ôn hòa. Hơn nữa, hơn phân nửa lực lượng ở Đại Tuyết Sơn là do người của các bộ tộc Tây Bắc bọn họ tạo thành. Cho nên nói, chỉ cần vẫn còn đạm đại diệt minh, Đại Tuyết Sơn sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nhưng mộ dung thị thì khác. Nếu như trong mộ dung thị thực sự xuất một chân vũ thì với giả tâm của mình, Mộ Dung Thị có từng bước xâm chiếm lợi ích của bọn họ hay không? Thậm chí, những thế lực từng có thù với Mộ Dung Thị trước đây có bị trả thù hay không? Không có Đại Tuyết Sơn ngăn cản, chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Chỉ có điều, các thế lực lớn tạm thời không có hành động gì. Bọn họ đang đợi, chờ người của Đại Tuyết Sơn ra mặt. Nhưng bọn họ đợi chừng một tháng cũng không thấy Đại Tuyết Sơn có động tĩnh gì. Lần này, mọi người bắt đầu nôn nóng rồi mộ dung long thư đang luyện hóa chân long nội đang rồi. Chẳng ai biết cần bao lâu để luyện hóa thành công vật này, là một tháng hay là hai tháng. Thế nên, bọn họ không chờ được nữa. Lúc này, Trung Ly Thị, Bách Lý Thị, những bộ tộc lớn này phái đại diện đến Đại Tuyết Sơn hỏi xin ý kiến của Đạm Đại Diệt Minh. Đại Tuyết Sơn ở nơi sâu xa nhất Tây Bắc Đạo, quanh năm bị tuyết bao phủ, đầu đầu cũng là cảnh trắng xóa, thế nên mới có danh xưng là Đại Tuyết Sơn các bộ tộc tây bắc cũng không phải không có ở đại tuyết sơn trong bảy vị trưởng lão ở đại tuyết sơn thì đã có đến bốn người xuất thân là người từ những bộ tộc tây bắc này đương nhiên muốn trở thành trưởng lão đại tuyết sơn cũng không phải là chuyện đơn giản thực lực chỉ là thứ yếu mấu chốt là ngươi phải có hiểu biết đầy đủ cũng như thành tựu về võ đạo mới được có lúc thực lực và sự am hiểu của một người về võ đạo kỳ thực không phải là tỷ lệ thuận ví như tô tín và mộ dung tông chính tu vi kiếm đạo của mộ dung tông chính không sánh bằng tô tín nhưng hắn vẫn mạnh hơn tô tín vẫn có thể áp chế tô tín như thường những trưởng lão của đài tuyết sơn cũng như vậy bọn họ đều có kiến giải độc đáo về võ đạo dạy dỗ không ít đệ tử đức cao vọng trọng bấy giờ mới thành được trưởng lão của đài tuyết sơn mặc dù mấy vị trưởng lão này đều bởi vì tuổi tác hơi lớn mà khí huyết suy yếu có vài người thậm chí đã chẳng thể đồng thủ với ai Nhưng những võ giả xuất thân trong các bộ tộc Tây Bắc vẫn rất tôn kính bọn họ Trưởng lão, mộ dung thì trước mắt lòng lan giả sói Nếu như mộ dung Long Thư thật sự đột phá chân vũ cảnh Thì hôm đó ác sẽ là ngày đại loạn của Tây Bắc đạo chúng ta Cho nên, xin chư vị trưởng lão mời đàm đài đại nhân xuất thủ giải quyết chuyện này Một đám người của các bộ tộc Tây Bắc đồng loạt mở miệng Bốn vị trưởng lão đại tuyết sơn kia mặt mũi già nua, râu tóc bạc phơ, trông thấy mấy người ở phía dưới, bọn họ thở dài một cái. Nói, không phải các ngươi không biết tính cách của sơn chủ đâu. Chuyện này hắn không quản đâu. Các ngươi về đi thôi. Chương 1484 Tây Bắc Phong Vân 3 Tây Bắc Phong Vân, ba, những võ giả các bộ tộc kia vội vàng nói, trưởng lão, nếu các ngươi không mở miệng thì chuyện này thật không có cơ hội xoay chuyển. Nếu mộ dung thị mà cuộc khởi, cái ngày mà mộ dung Long Thư thật sự tấn thăng chân vũ, Đại Tuyết Sơn tuy vẫn là Đại Tuyết Sơn, nhưng những bộ tộc trước kia có ân oán va chạm với mộ dung thị như chúng ta còn có thể tồn tại hay sao? Chư vị trưởng lão, các ngươi cũng xuất thân từ Tây Bắc bộ tộc chúng ta, chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn bộ tộc biến mất hay sao bốn trưởng lão đại tuyết sơn thở dài một cái thật ra thì bọn họ ở đại tuyết sơn còn lâu hơn thời gian bọn họ ở bộ tộc ngày thường tất cả đều đứng ở góc độ của đại tuyết sơn mà giải quyết vấn đề dù có là va chạm giữa các bộ tộc với nhau thì bọn họ cũng không thiên vị tộc nhân của mình tất cả đều xử lý công bằng dĩ nhiên nếu như không phải vì điểm này bọn họ cũng đã chẳng được làm trưởng lão ở đại tuyết sơn chỉ có điều máu chảy trong người họ từ đầu chí cuối cũng là huyết mạch của những bộ tộc tây bắc kia sự thật này không cách nào thay đổi lúc này bọn họ thở dài một cái nói ta dẫn các ngươi đi gặp sơn chủ có điều có thể thuyết phục được sơn chủ hay không thì phải xem các ngươi rồi trên vách đỉnh đại tuyết sơn có một ngôi nhà xây bằng đá vụn nhìn qua vô cùng đơn sơ có điều nơi như vậy lại thật sự là lục địa thần tiên nơi mà người đứng đầu đại tuyết sơn chân vũ cảnh hàng thiên vũ thánh đạm đại diệt minh bế quan mấy thập niên này hắn cũng không bước khỏi nơi này một bước thậm chí năm đó lúc triệu vũ niên đánh thắng vô số cường giả đại tuyết sơn khiến đại tuyết sơn mất hết mặt mũi hắn cũng không xuất thủ dĩ nhiên sau chuyện này cũng chẳng có ai nói đạm đại diệt minh sợ triệu vũ niên sợ đại tấn khi đó Người trên giang hồ đều nói hành động này của đạm đài diệt minh mới là khí độ tông sư. Ban đầu nếu hắn xuất thủ, chắc hẳn trên thế gian này sẽ thiếu đi một vị cường giả chân vũ cảnh rồi. Bốn trưởng lão cùng lúc đến, cùng kính nói: sơn chủ, hơn ba mươi gia chủ các bộ tộc tây bắc cầu kiến. Nếu sơn chủ không ra mặt, bọn họ sẽ không rời đi. Một tiếng thở dài truyền tới, có điều thanh âm này mờ ảo hệt như là vọng từ trên trời xuống cửa ngôi nhà bằng đá vụn bị đẩy ra một lão giả người mặc đồ trắng râu tóc bạc trắng đi từ trong ra tướng mạo của hắn rất bình thường khí chất trên người ôn hòa hệt như ông lão bình thường dấu ấn màu xanh trên mi tâm của hắn giống như con mắt đang nhắm khiến người khác có cảm giác rất thần dị truyền thuyết nói đây là ký hiệu của người tộc đạm đài thị đạm đài thị thượng cổ rất ít người nhưng lại mọc thiên mục có thể nhìn thấy quá khứ vị lai Lúc đối địch càng có thể nhìn ra sơ hở của đối phương, một kích giết địch. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Có vài võ giả tuy rằng huyết mạch thần dị xong cũng không thần dị đến độ đó. Huyết mạch của tô tính cũng vậy, chỉ có thể gia tăng tốc độ tu luyện của hắn mà thôi. Huyết mạch của thôi phán quan chỉ có thể khiến kinh mạch hắn rộng lớn, lực bộc phát mạnh mà thôi. Cũng chỉ là một phụ trợ thiên mục trong truyền thuyết của đạm đài thị nếu là thật thì yêu tộc đã tàn hết rồi. Nói cách khác, nếu đạm đài thị có bản lĩnh này thì bọn họ cũng không bị diệt tộc. Đạm đài diệt minh thở dài một cái, nói, đưa bọn họ lên đây đi. Trong mắt bốn tên trưởng lão lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng chưa chờ cho bọn họ đi thông báo cho đám người kia. Đạm đài diệt minh liền lên giọng sau lưng bọn họ, đại tuyết sơn bao lâu rồi chưa chọn trưởng lão tuổi tác của các ngươi cũng lớn rồi sau chuyện này đại tuyết sơn cũng nên chọn trưởng lão lần nữa thôi sắc mặt của cả bốn người nhất thời trắng bệch có điều bọn họ không nói gì bởi đây chính là cái giá bọn họ đặt lợi ích bản thân lên trên đại tuyết sơn bọn họ đã không còn công chính nữa cho nên không thể tiếp tục làm trưởng lão nữa bốn tên trưởng lão đại tuyết sơn kia dùng vị trí của mình để đổi lấy một lần gặp mặt của tộc nhân với đạm đài diệt minh cái giá này có đáng hay không chính bọn họ cũng không biết dẫu sao tuổi tác của bọn họ cũng không còn nhỏ vị trí trưởng lão này còn làm được bao lâu cũng không ai biết cho nên sau khi gặp những người thuộc bộ tộc của mình kia bốn người họ thở dài một cái nói các ngươi đi đi sơn chủ đang chờ các ngươi ở đỉnh đại tuyết sơn nếu như lần này các ngươi không thể thuyết phục được sơn chủ thì chúng ta cũng không còn cách nào từ nay về sau chúng ta đã không còn là trưởng lão của đại tuyết sơn nữa rồi mọi người phía dưới nhất thời cả kinh bọn họ cũng không ngờ đạm đài diệt minh lại ác đến như vậy nói một câu là thẳng tay bắt toàn bộ trưởng lão của bọn họ lại đám người của các bộ tộc tây bắc này trong lòng không khỏi có chút oán giận nhưng bọn họ cũng biết oán giận cũng vô ích nếu Đại Tuyết Sơn không có Đạm Đài Diệt Minh thì cho dù mỗi một bộ tộc của bọn họ có đưa ra mấy trưởng lão cũng vô ích. Không có Đạm Đài Diệt Minh thì Đại Tuyết Sơn còn là Đại Tuyết Sơn hay sao? Chương 1485, thái độ của Đại Tuyết Sơn, thái độ của Đại Tuyết Sơn cả đám ông theo tâm tư phức tạp mà lên đỉnh núi, đồng loạt thi lễ với Đạm Đài Diệt Minh, nói: "Tham kiến Đạm Đài đại nhân." Đạm đài Diệt Minh lạnh nhạt nói, không cần đa lễ nữa. Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Một đám võ giả vội vàng nói, mộ dung thị lòng lan dạ sói. Bọn ta muốn mời đại 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 nhân ra tay ngăn lại, đừng để cho tay bắt đạo chúng ta rơi vào trong chiến loạn. Đạm đài Diệt Minh hỏi ngược lại, lòng lan dạ sói. Mộ dung thì muốn vùi tay bắt đạo chúng ta vào trong chiến loạn. Chuyện này sao ta lại không biết? Chứng cứ đâu? đạm đài diệt minh nói ra một loạt mấy câu hỏi mọi người ở đây nhất thời trận mắt há mồm cái này bảo bọn họ trả lời kiểu gì người của mộ dung thị cũng không phải là ngu bây giờ mộ dung long thư vẫn chưa là chân vũ nên dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không phách lối ở đây ngược lại mộ đăng thị đưa tất cả lực lượng bên ngoài tập trung lại toàn lực phòng thủ cho mộ dung thị gần đây rất biết điều cho nên mọi người chỉ đành kiên trì đến cùng đạm đài đại nhân chuyện như vậy không cần chứng cớ đường đi nước bước của mộ dung thị ai nấy đều biết thực lực của mộ dung thị là mạnh nhất trong số tất cả các bộ tộc chúng ta kết quả bọn họ chẳng hề gia nhập vào đại tuyết sơn còn mộ dung long thư kia nữa những năm này hắn cũng không xuất thủ vẫn luôn tu luyện ở trong mộ dung thị hiển nhiên cũng là vì chuẩn bị tấn thăng lên làm chân vũ lần này mộ dung thị của hắn lấy được chân lông nội đan đến lúc mộ dung long thư tấn thăng lên chân vũ sẽ xuất thủ với bọn ta đạm đài diệt minh nói nói như vậy có nghĩa là không có chứng cứ tất cả đều là suy đoán của các ngươi còn không chờ mọi người trả lời đạm đài diệt minh liền trầm giọng nói đại tuyết sơn ta cho tới giờ cũng chưa cưỡng ép bất cứ người nào gia nhập vào chỉ cần là người của các bộ tộc tây bắc chỉ cần muốn gia nhập vào đại tuyết sơn ta mà tu hành thì đại tuyết sơn ta sẽ thu nhận hết mộ dung thì không muốn gia nhập thì biến thành không bình thường à còn các ngươi nói mộ dung long thư bế qua muốn tấn thăng chân vũ đây càng là chuyện bình thường hơn nữa bất kể là thời điểm nào chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong dương thần cảnh nào ai không muốn tấn thăng chân vũ cũng bởi vì suy đoán của các ngươi mà các ngươi liền muốn ta xuất thủ diệt mộ dung thì sao Mọi người ở đây đều ngẩn ra. Họ làm sao cũng không ngờ Đạm Đài Diệt Minh sẽ nói những lời này. Mộ Dung Long thư tấn thăng làm chân vũ thì ai là người bị ảnh hưởng lớn nhất? Không chỉ riêng những bộ tộc có va chạm với Mộ Dung thị như bọn họ mà còn có cả Thánh Địa Võ Học Đại Tuyết Sơn. Bây giờ Tây Bắc Đạo chỉ có một vị chân vũ là Đạm Đài Diệt Minh, cho nên thân phận của hắn là người đứng đầu Đại Tuyết Sơn cao quý, là cường giả đệ nhất Tây Bắc. Nhưng khi Mộ Dung Long Thư tấn thăng lên Chân Vũ thì Đại Tuyết Sơn có thể đảm bảo được vị trí bây giờ hay sao? Mặc dù nói, Mộ Dung thị dù có Chân Vũ cũng không có khả năng rung chuyển địa vị của Đại Tuyết Sơn. Song, ở mảnh đất Tây Bắc này, Mộ Dung thị và Đại Tuyết Sơn mỗi bên chia nửa cũng không phải vấn đề. Chỉ có điều, bây giờ nghe giọng của Đạm Đại Diệt Minh thì hệt như thể hắn không quan tâm chút nào, vẫn nói chuyện giúp Mộ Dung thị. Đạm Đại Diệt Minh thở dài một cái, nói đại tuyết sơn ở đây là vì để bảo vệ chứ không phải là xóa bỏ chuyện mộ dung thị đại tuyết sơn sẽ không xuất thủ các ngươi quay về đi đạm đài diệt minh dứt lời bất ngờ một luồng gió lạnh như băng thổi qua chớp mắt bọn họ đã bị cuốn từ trên đỉnh núi xuống dưới dù trong số những người này còn có mấy tên dương thần cảnh bọn họ cũng không chống đỡ được với sức mạnh này chỉ có thể ngoan ngoãn bị đuổi xuống núi ngay lúc người của các bộ tộc tây bắc bị đẩy xuống đại tuyết sơn một võ giả trung niên mặc trường bào màu bạc đi lên đỉnh núi tướng mạo của hắn rất bình thường không coi là anh tuấn cũng không coi là xấu xí nhưng trên người có khí chất như xuân phong hóa vũ nơi hắn đi qua gió rét ở đại tuyết sơn cũng trở nên ấm áp như gió xuân vậy hắn là trưởng lão của đại tuyết sơn nạp lan dung hải có điều hắn không giống những trưởng lão cao tuổi xuất thân từ các bộ tộc Tây Bắc khác. Nạp Lan Thị của hắn chỉ là một bộ tộc nhỏ bình thường. Lúc hắn chào đời, người mạnh nhất ở Nạp Lan Thị cũng chỉ là dung thần cảnh. Đến bây giờ, Nạp Lan Thị của hắn chỉ còn một võ giả hóa thần cảnh chống đỡ mà thôi. Nạp Lan Dung Hải mặc dù là một trong bảy vị trưởng lão ở Đại Tuyết Sơn, tuổi cũng nhỏ nhất, song, danh tiếng của hắn ở Đại Tuyết Sơn rất lớn. 12 tuổi, Nạp Lang Dung Hải đã lên Đại Tuyết Sơn, từ đó vẫn luôn ở trong Đại Tuyết Sơn nội tu. Ngày xưa, Chung Ly Viêm vô cùng cuồng ngạo, hắn chỉ từng thua trong tay một người, người này chính là Nạp Lang Dung Hải. Hơn nữa, thành tựu của Nạp Lang Dung Hải trên võ đạo rất mạnh. Đại Tuyết Sơn có mấy môn võ kỹ chí cường, tuy nhiên, mấy môn võ này đều được lưu lại từ những bộ tộc đã tuyệt diệt, chỉ thích hợp cho người trong tộc họ tu luyện mà Nạp Lan Dung Hải dùng mấy năm đã sửa chữa thành thích hợp cho tất cả các võ giả tu luyện, hơn nữa cảnh giới uy năng cũng không hề thay đổi, truyền thụ cho không ít đệ tử Đại Tuyết Sơn. Chính vì vậy, hắn còn trẻ như vậy đã trở thành trưởng lão ở Đại Tuyết Sơn. Chương 1486, Thái độ của Đại Tuyết Sơn, 2, Thái độ của Đại Tuyết Sơn, 2, có thể nói, nạp lan dung hải thật giống như một con người hoàn hảo nếu không phải vì hắn ít khi ra khỏi đại tuyết sơn thì thanh danh của hắn chắc chắn mạnh hơn mộ dung long thư dĩ nhiên nạp lan dung hải cũng bị vài người lên án đó chính là nạp lan thị đã sắp gắn gượng không nổi của hắn ở đó đã chẳng còn ai có thể nối nghiệp được nếu tiếp tục như vậy thì mấy trăm năm nữa nạp lan thị sẽ biến mất thực sự tuy nhiên nạp lan dung hải cũng chẳng buồn hỏi đến nếu như Nạp Lan Dung hải trở về Nạp Lan thì lúc này. Dùng tài nguyên của Đại Tuyết Sơn cộng thêm tu vi võ đạo của hắn mà dốc lòng dạy dỗ đệ tử Nạp Lan thì. Như thế có một võ đạo Đại Tông Sư Dương Thần Cảnh là hắn thì Nạp Lan thì ắt có thể sánh vai cùng mộ Dung Thị và Chung Ly Thị. Có thể nói, Nạp Lan Dung hải đối xử với người xa là còn tốt hơn với người của Nạp Lan Thị. Hắn đã chẳng còn màng đến người của Nạp Lan Thị nữa thậm chí nếu nói là vô tình cũng không sai. Năm xưa, gia chủ Nạp Lan Thị cũng từng tự mình quỳ dưới đại tuyết sơn mời hắn quay về Nạp Lan Thị. Ấy vậy mà Nạp Lan Dung Hải lại làm như không nhìn thấy. Gia chủ Nạp Lan Thị quỳ ở đó bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng tuyệt vọng rời đi. Đối xử với tông tộc đã sinh dưỡng mình với thái độ như thế, điều này đã khiến cho Nạp lang Dung Hải bị võ giả Tây Bắc Đạo lên án. Đứng bên cạnh đạm đài Diệt Minh, Nạp Lan Dung Hải nhẹ giọng hỏi, Sơn Chủ, quả thực ngươi không tính quản chuyện này hay sao? Ngươi bỏ mặt mộ dung thì cuộc khởi, e là lúc này bọn họ đang oán hận ngươi trong lòng cũng không chừng. Đạm Đài Diệt Minh thở dài một cái, nhẹ giọng nói, oán hận thì cứ oán hận đi. Thời gian đã quá lâu rồi. Không ít người cũng đã quên mục đích ban đầu khi thành lập Đại Tuyết Sơn rồi. Ngày xưa, dưới áp lực của nhân hoàng, đa phần các bộ tộc Tây Bắc đều là người thu cuộc, bỏ qua thành kiến lúc trước, thầy cùng tiến cùng lùi ở Đại Tuyết Sơn. Lúc đầu, Đại Tuyết Sơn chỉ là mong tự vệ được mà thôi. Bây giờ, một đời hoàng triều đã không còn. Bất kể là Đại Tấn lúc trước hay là Đại Chu bây giờ cũng sẽ không động đến chúng ta. Vậy thì ý nghĩa tồn tại của Đại Tuyết Sơn là gì? Nạp Lan Dung hải ngẩng đầu nhìn đạm đài diệt minh. Điểm này hắn cũng không hiểu. Bây giờ, Tuy Đại Tuyết Sơn được coi là Tây Bắc Tôn sư nhưng thực chất cũng không can dự quá nhiều vào trong phân tranh Tây Bắc. Đại Tuyết Sơn chỉ là một người điều chỉnh, không để cho các bộ tộc lớn chém giết lẫn nhau một cách không cần thiết mà gây ra tổn thất. Đạm Đại Diệt Minh vung tay lên, vách đá băng tuyết sau lưng hắn ầm ầm nứt ra. Phía trên lớp băng hiện một mảng lớn chi chít chữ viết. Có điều, chữ viết không giống với trung nguyên mà là chữ viết của mấy chục các dị tộc đạm đài diệt minh chỉ vào những chữ viết kia nói những thứ này đều là lời thề lúc lập đại tuyết sơn là các cường giả những bộ tộc kia lưu lại tên tộc mình bao nhiêu năm qua đại tuyết sơn chưa từng vi phạm lời thề vẫn luôn bảo vệ tây bắc đạo chỉ có điều bây giờ đại tuyết sơn đã thay đổi những năm gần đây chúng ta điều chỉnh phân tranh ở tây bắc đạo bảo đảm cho tây bắc đạo không bị tổn thất nào ngờ hành động này lại khiến cho việc mâu thuẫn giữa các tộc dồn nén càng lúc càng nặng hơn. Lúc còn Đại Tuyết Sơn thì nói còn dễ. Một khi Đại Tuyết Sơn không còn, hoặc là xuất hiện sức mạnh nào có thể phá vỡ sức mạnh của Đại Tuyết Sơn thì những dồn nén này sẽ bùng nổ ngay lập tức. Ngày xưa ở Giang Nam Đạo, tiêu gia chính là dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế thế lực võ lâm Giang Nam Đạo, tạo thành nền hòa bình giả tạo. Kết quả, khi tiêu gia bị phong cấm, Tổng bộ đầu Tô Tính tiếp nhận Giang Nam đạo chỉ hơi khều nhẹ một cái. Toàn bộ Giang Nam đạo liền bùng nổ. Bây giờ, thế cục ở Tây Bắc cũng giống Giang Nam đạo ngày xưa đến nhường nào. Chỉ cần một thời cơ sẽ bùng nổ ngay. Vậy ngài tính nhìn Tây Bắc đạo bùng nổ hay sao? Đạm Đài Diệt Minh nhìn về phía đỉnh núi, nói, có vài chuyện ngươi áp chế không được. Lời thề năm xưa, Đại Tuyết Sơn đã thực hiện. Những thứ khác ta không muốn quản cũng không nhất thiết phải quản sơn chủ đời trước cũng có nói với ta đại tuyết sơn không phải là đại tuyết sơn của tây bắc bộ tộc mà là thánh địa võ học của toàn tây bắc đạo từ bây giờ trở đi đại tuyết sơn sẽ không nhúng tay vào việc tây bắc đạo bất kỳ ai muốn rời đại tuyết sơn tham dự vào phân tranh trong bộ tộc ta cũng sẽ không ngăn cản từ nay về sau đại tuyết sơn chỉ là đất truyền thừa võ đạo tây bắc ta có thể bảo đảm cho truyền thừa tây bắc đạo bất diệt nhưng không đảm bảo được lòng người không thay đổi tâm tư của đạm đài diệt minh chỉ có một nhóm rất ít người biết mấy thập niên này hắn ẩn cư ở đại tuyết sơn không chỉ là vì tìm tu mà còn muốn tách biệt độc lập với tây bắc đạo phải nói mấy đời sơn chủ đại tuyết sơn thật sự vẫn luôn muốn làm như vậy Chương 1487, đột phá dương thần đột phá dương thần lúc đầu, Đại Tuyết Sơn xuất hiện là vì muốn bảo vệ truyền thừa cho các bộ tộc Tây Bắc. Tới bây giờ, có vài bộ tộc đã có thành tựu, không ai động được vào bọn họ. Đại Tuyết Sơn vì sao còn phải làm bảo mẫu cho họ, thậm chí trở thành nơi để bọn họ tranh quyền đoạt lợi? Không biết từ đời sơn chủ nào, người của Đại Tuyết Sơn đã lập kế hoạch thay đổi hoàn toàn thế cục Tây Bắc đạo. Có điều lúc mới bắt đầu kế hoạch này ắt sẽ có chút khó khăn bởi vì đại tuyết sơn khi đó có đến chín phần là người từ các bộ tộc lớn ở tây bắc nhưng bây giờ thì khác lúc này cường giả xuất thân từ các bộ tộc tây bắc tuy vẫn còn chiếm số đông trong đại tuyết sơn song có gần phân nửa là tán tu và những người xuất thân từ trong các bộ tộc nhỏ cho dù những võ giả xuất thân từ các bộ tộc lớn kia rời đi hết nhưng có những người kia thì cũng không cần lo lắng truyền thừa của đại tuyết sơn đứt đoạn vừa hay bây giờ lại có cơ hội như này đạm đài diệt minh không muốn nhúng tay cũng không cần nhúng tay đạm đài diệt minh bất kể mộ dung thì muốn cái gì dù sao đối phương cũng không uy hiếp được truyền thừa của đại tuyết sơn đạm đài diệt minh tự tin như vậy sau đó đại tuyết sơn sẽ không điều đình đấu tranh nội bộ giữa các bộ tộc tây bắc nữa đại tuyết sơn sẽ chỉ là một thánh địa võ học đơn thuần mà thôi mà sau khi đám người các bộ tộc Tây Bắc ăn quả đắng ở Đại Tuyết Sơn, bọn họ cũng không biết làm thế nào. Nếu Đại Tuyết Sơn không ra mặt thì bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là chờ Mộ Dung Long Thư tấn thăng chân vũ sau đó đầu quân vào Mộ Dung thị, trở thành người lệ thuộc. Dĩ nhiên, cách này mấy bộ tộc nhỏ ngược lại không có ý kiến gì. Thậm chí bây giờ đã có một vài bộ tộc nhỏ thực lực không tệ có thể được xếp vào hàng trung lưu đến đầu quân cho mộ dung thị rồi vấn đề là những bộ tộc lớn như chung ly thị thì nên làm cái gì đây nếu thật sự bắt họ đầu quân cho mộ dung thị bọn họ há có thể cam tâm hơn nữa trước đây dưới tình huống không cậy vào đại tuyết sơn thì thực lực của mộ dung thị cũng gần như là mạnh nhất trong số các bộ tộc tây bắc thế nên mộ dung thị cũng từng va chạm không ít với các bộ tộc lớn khác có thể nói hai bên đã kết không ít thu hằng với điều kiện tiên quyết này, kiểu gì bọn họ cũng sẽ không chọn cách đi đầu quân cho mộ Dung thị. Có điều, nếu không đầu quân cho mộ Dung thị, thế thì bọn họ cũng chỉ có thể chọn cách khác thôi. Đó chính là cưỡng ép đồng thủ, liên hiệp tiêu diệt mộ Dung thị. Nói thật, dù mộ Dung thị có triệu tập đệ tử nhà mình về phòng thủ thì những bộ tộc Tây Bắc khác cũng chẳng giấy lên tâm tư liên thủ tiêu diệt mộ Dung thị bọn họ chỉ là muốn mời đạm đài diệt minh ra tay đối phó với mộ dung long lại mà thôi mà đạm đài diệt minh sẽ không nhúng tay vào chuyện này thế thì bọn họ cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi nếu đại tuyết sơn không nhúng tay vào chuyện này thế cũng tỏ rõ đại tuyết sơn sẽ không phái người ra điều đình thế thì bọn họ ra tay cũng chẳng có ai cản trước lia lúc có đại tuyết sơn giữa các bộ tộc tây bắc chỉ có thể khắc chế lẫn nhau không cạnh tranh nảy lửa bây giờ đại tuyết sơn hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện rắc rối này lá gan của bọn họ cũng lớn lên dù sao mỗi mình mộ dung thì chết cũng không ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ tây bắc đạo thậm chí trước kia từng có bộ tộc còn mạnh hơn cả mộ dung thì biến mất thế có làm sao đâu nghĩ xong tất cả những chuyện này các bộ tộc lớn lập tức chuẩn bị động thủ dĩ nhiên bọn họ cũng phải cẩn thận chuẩn bị một hồi thảo luận cho ổn thỏa xem các tộc sẽ dùng bao nhiêu lực lượng lại gọi cả tộc nhân ở bên ngoài gọi thêm tộc nhân đang tu luyện trong đại tuyết sơn về chuẩn bị tiêu diệt mộ dung thị mà lúc các bộ tộc tây bắc chuẩn bị động thủ tô tín cũng đã dưỡng thương ổn thỏa trong lúc dưỡng thương tô tín cũng không nhàn rỗi mặc dù hắn không thể vận dụng chân khí nhưng những ghi chép tu luyện của các võ giả dương thần cảnh từ thời thượng cổ kia hắn đều đã xem xét hết một lượt đối với tô tính bây giờ mà nói hắn đã là nhân vật bán bộ dương thần cảnh rồi thậm chí sau trận chiến ở đất phong ấn yêu tộc con đường tô Tín tấn thăng lên dương thần cũng đã thành tự nhiên cho nên bây giờ tô tính xem những ghi chép tu luyện lưu lại của những cường giả thượng cổ không ngoài mục đích gì khác ngoài tích lũy dương thần cảnh cũng có phân chia mạnh yếu cao thấp khác nhau dương thần cảnh bình thường thì tô tính bây giờ có thể đối đầu được sau khi tô tính tấn thăng dương thần, không nói có thể trở thành như mạnh kinh niên, thiết ngạo nhưng ít nhất, đánh với một mộ dung tông chính cũng không có vấn đề. Lấy đá núi khác về mài giao ta, tô tính cũng góp nhặt được không ít thu hoạch từ trên những ghi chép tu luyện của những võ giả dương thần cảnh thượng cổ này. Lúc đầu, nhất đạo võ đạo sáng tạo ra là vì gì? Đơn giản chính là một chữ chiến. Chương 1488, đột phá dương thần, 2, đột phá dương thần, 2, võ đạo được sáng tạo ra chính là vì chiến đấu. Nhân tộc thời kỳ thường cổ vì lợi ích của mình mà đánh nhau với yêu tộc. Bây giờ nhân tộc lại vì lợi ích của mình mà đánh với những võ giả khác. Nhất đạo võ đạo vốn chính là đấu chiến chi đạo, đây mới là chân lý của võ giả, hiện tại, thiếu lâm tự vẫn luôn chú trọng đến cái gọi là lòng dạ từ bi. Thái nhất đạo môn lánh thế ẩn tu, bày ra tư thái thanh tịnh vô vi nhưng quả thực trong thời kỳ thượng cổ đời trước của những tông môn này làm gì có bên nào mà hai tay không dính đầy máu tươi đám hòa thượng thiếu lâm tự kia bây giờ đi nói với người khác cái gì mà lòng dạ từ bi nhưng vào thời kỳ thượng cổ nếu hắn dám đi giảng cái gì là lòng dạ từ bi với ít đại yêu hay là yêu vương gì đó thì sẽ bị nuốt chửng đến chẳng còn khúc xương tô tính bảo đảm hòa thượng ở thiếu lâm tự thân xác cường hãn khí huyết dư thưa ăn vào trong miệng dai dai giòn giòn là món mà chúng yêu thời thượng cổ thích nhất tuy rằng hiện tại trong các ghi chép về con đường võ đạo mặc dù không còn giống nhưng ý tưởng trung tâm vẫn chỉ có một đó chính là đấu chiến hết sức bất kể là công pháp võ đạo nào bất kể thiện ác chính tà chỉ cần cho thể phát huy được ba phần uy năng thì đó chính là võ đạo tốt tư tưởng như vậy mặc dù nghịch thiên nhưng lại là ý niệm chủ đạo trong thời thượng cổ Tô tính ngồi xếp bằng trong phòng. Khí tức quanh thân đã dồn nén đến mức cao nhất, hệt như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Trong cơ thể hắn chứa sức mạnh cường đại. Nguyên thần tam cảnh, trong đó, trung tâm ý thức là một, đó chính là nguyên thần. Bước đầu ở hóa thần cảnh là luyện thành nguyên thần. Xem như là đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, dùng nguyên thần tự thân kéo theo thiên địa lực khiến cho tốc độ tu luyện và sức mạnh tăng nhiều dung thần cảnh là thần dung thiên địa để cho mình càng thêm liên hệ mật thiết với thiên địa có thể mượn dùng không ít những thứ thuộc thiên địa nhưng dương thần cảnh thì khác với hai cảnh giới kia đến dương thần cảnh thì không còn là mượn dùng thiên địa lực mà phải nắm trong tay võ giả duy lực độc tôn khi ngươi có một phần sức mạnh ngươi sẽ đi mượn thêm ba phần từ thiên địa nhưng chờ khi ngươi có được ba phần sức mạnh thì ngươi sẽ có thể nắm giữ ba phần sức mạnh này trong thiên địa rồi mặc dù bản chất sức mạnh đều giống nhau nhưng một bên là mượn dùng một bên là nắm trong tay quy năng không giống bình thường lúc này khí thế toàn thân của tô tín đang không ngừng leo lên song không phóng thích ra ngoài mà ngưng tụ ở trong thần cung nơi mi tâm của hắn toàn bộ phi long thành đều cảm nhận được khí thế này một đám võ giả dưới quyền tô tính chỉ cần là hóa thần cảnh cũng đã đi đến chờ sẵn bên ngoài chỗ tô tính bế quan. Bọn họ làm như vậy dĩ nhiên là vì đảm bảo an toàn cho tô tính, nhưng đồng thời cũng là vì muốn xem khí thế lúc tấn thăng dương thần. Điều này với họ mà nói cũng là một loại lĩnh ngộ. Hoàng Bỉnh Thành cũng đứng trong đám người. Chỉ có điều, hắn không phải tới để lãnh ngộ cái gì, hắn tới phần nhiều là vì náo nhiệt. Hắn đụng lý phôi bên cạnh. Nói, tấn thăng dương thần cảnh cần bao lâu thế? Có cần ta đi sắp xếp chút không? Lý Phôi đứng bên cạnh Hoàng Bỉnh Thành vào 10 ngày trước cũng đã tấn thăng dung thần cảnh. Dĩ nhiên, trong này cũng không thiếu công lao của tôn bất hại. Trước đó, Lý Phôi đã là đỉnh phong hóa thần cảnh. Chỉ có điều, đường đi của hắn và tô tính rất giống, đều cần đột phá trong chiến đấu. Thế nên, đoạn thời gian ở Giang Nam đạo Lý Phôi tiến bộ rất chậm nhưng sau lần tiến vào đất phong ấn yêu tộc, liên thủ với tôn bất hại lực chiến mấy tên võ giả dung thần cảnh của Trung Ly Thị, rốt cuộc việc này cũng cho Lý Phôi tìm được thời cơ tấn thăng dung thần cảnh. Mà sau khi trở về, tôn bất hại nhìn thấu cảnh giới của Lý Phôi, cũng đặc biệt luyện chế đang dược cần dùng lúc đánh vào cảnh giới cho hắn, giúp Lý Phôi thuận lợi tấn thăng thành dung thần cảnh. Bây giờ, đám người tả đạo minh và tôn bất hại đã gia nhập vào dưới quyền tô tính nếu như vậy thì bọn họ dĩ nhiên cũng phải tạo mối quan hệ tốt với thủ hạ của tô tín mới được lý phôi được xem là tâm phúc số một của tô tín giao hảo với lý phôi khẳng định không sai lý phôi nghe hoàng bỉnh thành hỏi vậy nhàn nhạt nói ta cũng không phải dương thần cảnh sao mà biết được không cần lo lắng đại nhân nhà các ngươi thực lực sớm cũng đã đến bán bộ dương thần cảnh rồi tấn thăng dương thần cảnh cũng chỉ như nước xuôi chèo thôi không mất nhiều thời gian. Thanh Ly đứng một bên trả lời thay cho Lý Phôi. Hoàng Bỉnh Thành có chút kinh ngạc nhìn Thanh Ly một cái. Càng ngày hắn càng thấy nữ nhân này rất thần bí. Trong vòng một tháng nay, hắn tận mắt nhìn thấy người nữ nhân này dùng đan dược và linh dược như thể ăn quà vặt. Ăn mãi đến khi vào hóa thần cảnh mới dừng lại. Có điều, cũng may nàng chỉ thích mỗi chuyện này. Ngày thường nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ, hỏi suốt. Mà lúc này, Thanh Ly cũng đang nhìn về hướng tô tính. Mắt không buồn chớp. Chương 1489, mưu tính mưu tính phụ thân của nàng, Hồ Vương Thanh Khâu đời trước đã nói với nàng rằng nhân tộc bắt chước yêu tộc nghiên cứu tạo ra sức mạnh của mình, sáng tạo ra võ đạo. Xong, cho tới giờ, yêu tộc vẫn rất ít khi chủ động đi nghiên cứu bí pháp trong yêu tộc bọn họ truyền thừa cái gì thì bọn họ tu luyện cái nấy đây cũng là tai hại của yêu tộc cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho yêu tộc bị nhân tộc thay thế có tuổi thọ kéo dài và sức mạnh cường đại nên tới giờ yêu tộc cũng có chút lười biếng bây giờ nguyên thần của nàng chia làm chính nếu những nguyên thần còn lại đều bị trấn áp hay đã chạy trốn thì còn tốt lỡ chẳng may có một đạo nguyên thần gặp chuyện ngoài ý muốn thì cả đời này nàng cũng không thể khôi phục yêu thân để trở lại cảnh giới ngày trước. Nhìn về hướng tô tính, trong lòng thanh ly thầm nói, có lẽ ta cũng nên làm giống những gì phụ thân nói, học tập nhân tộc, thử phương pháp tu luyện của nhân tộc xem sao. Tin tức tô tính sắp tấn thăng lên dương thần cảnh cũng không hề giấu giếm. Có điều lúc này các bộ tộc Tây Bắc đang chuẩn bị đối phó với mộ dung thị. Đừng nói là tô tính tấn thăng dương thần, dù hắn có tấn thăng chân vũ thì bọn họ cũng bất chấp. Cho nên, Hoàng Bỉnh Thành và Lý Phôi thận trọng sắp xếp người phòng thủ trong phi long thành ngược lại là huống phí thời gian. Bên trong đất tô tính bế quan, khí thế càng lúc càng mạnh, cuối cùng sông thẳng lên trời, nở rộ thành ngàn trượng thần quan. Lúc này, trong phòng, tô tính cũng giống như vậy. Quanh thân hắn được bao trùm bằng một luồng thần quan cường đại, tại đó, dương thần ly thể ba tấc dáng dấp kia rõ ràng là bản thu nhỏ của tô tín cũng là hóa thần nương nhờ của tô tín hóa thần nương nhờ của tô tín cũng nhắm mắt ngồi xếp bằng tâm niệm của tô tín vừa động nhất thời lôi phong vô tận vần quanh thân tô tín không ngừng gầm vang đây không phải cảnh tượng mà tô tín dùng nội lực của mình tạo thành mà dị tượng này là tô tín dùng hoàn toàn sức mạnh dương thần nắm trong tay thiên địa tạo nên dương thần xuất khiếu tay nắm thiên địa Tô Tín đã luyện thành Dương thần. Mà lúc này, bên ngoài phòng, mọi người cảm nhận được sức mạnh cường đại kia, ai nấy sắc mặt đều vui mừng, bọn họ biết Tô Tín đã đạt thành Dương thần. Là thủ hạ của Tô Tín, dĩ nhiên Tô Tín càng mạnh bọn họ càng an tâm. Nếu như Tô Tín tấn thăng Dương thần thì thật sự có đủ tư cách đi đấu với đông đảo các bộ tộc Tây Bắc rồi. Tiếng lôi phong trong không trung tiêu tán, Tô Tín đi ra khỏi đất bế quan đám người lý phôi ở bên dưới đồng loạt chắp tay nói chúc mừng đại nhân hơn trăm người võ giả trên hóa thần cảnh ở trong tiết độ phủ bảo vệ tô tín hay là tâm phúc của tô tín còn cả mấy ngàn võ giả tiên thiên cảnh đang canh giữ bên ngoài tiết độ phủ đồng loạt hô nhiều võ giả như vậy cùng lúc nói ra bốn chữ kia nhất thời chấn động toàn bộ phi long thành lúc này triệu gia và đông lâm tông trong phi long thành cũng đều nghe được bốn chữ này triệu Lan gia chủ triệu gia và tông chủ trác đông của đông lâm tông sắc mặt nhất thời thay đổi sau đó hai người liền thở dài một cái thật ra thì dù tô tín có không đột phá đến dương thần cảnh đi chăng nữa hắn bóp chết hai người này cũng dễ như trở bàn tay bây giờ khi tô tín tấn thăng dương thần cảnh bọn họ hoàn toàn không hề thấy may mắn vốn họ còn tưởng tô tín ở tây bắc đạo chẳng được lâu nào ngờ bây giờ nhìn một cái tô tín không chỉ ở tây bắc đạo một thời gian dài hơn nữa càng lúc càng ổn định hiện tại lại còn tấn thăng thành dương thần cho nên hai người lập tức nhanh chóng quyết định cắt đứt liên lạc với những dị tộc tây bắc kia không dám đứng ở cả hai thuyền nữa lúc này trong tiết độ phủ tô tín nhàn nhạt nói được rồi lui ra hết đi lý phôi và hoàng bỉnh thành đến phòng nghị sự chờ ta mọi người nghe lệnh rời đi thanh ly nói với tô tín chúc mừng ngươi. Tu vi dương thần cảnh thì ở thời thượng cổ cũng coi là cường giả rồi. Tô tính tò mò hỏi, vậy thời thượng cổ nhân tộc có bao nhiêu võ giả dương thần cảnh? Thanh Ly lắc lắc đầu, nói, không biết. Chuyện này có ai đâu mà đi thăm dò. Có điều, 72 yêu vương thượng cổ có thể so với chân vũ cảnh của nhân tộc các ngươi. Cho nên, số lượng chân vũ cảnh của nhân tộc nhất định phải nhiều hơn so với yêu vương. Có điều, hai ngày nay ta có đi hỏi thăm một chút. Chân vũ cảnh của nhân tộc các ngươi lại chỉ còn có 36 người. Đây so với thời thượng cổ còn ít hơn nhiều. Tô tính lắc lắc đầu. Nói, mấy con số này cũng không chính xác. 36 cường giả chân vũ cảnh trên thiên bản đã có tới mấy người mấy chục năm không lộ diện trên giang hồ rồi. Thậm chí ngay cả chút tin tức cũng không có, có thể đã chết rồi. Hơn nữa, còn một số võ giả thích ẩn cư tu luyện trong rừng sâu núi cao dù bọn họ có tấn thăng chân vũ thì có khi ngươi cũng không biết thanh ly gật gật đầu nói đúng rồi có thời gian ghi chép lại tu luyện của ngươi cho ta một phần tô tín hiếu kỳ nói ngươi cần ghi chép tu luyện của ta làm gì trong tay ngươi có một đống ghi chép tu luyện của các cường giả thượng cổ rồi còn gì